Nè, biết gì chưa? Hôm nay không biết thời tiết của trời là nắng hay là mưa. Nè, nè nè biết gì chưa? Cứ sao ngào cái dậy sao tôi ngủ thêm được nữa. Chuyện ông tám, chuyện bà tám, chuyện vừa xong, chuyện hôm qua. Tôi đâu có đảm bảo rằng chuyện tôi vừa kể là đúng nha. Nhưng mà tôi phải nói ra nếu không xảy ra chuyện lớn. Ê cô này đẹp, cô này xinh, chuyện anh kia muốn tỏ tình. Khu chung cư nhỏ nhỏ xinh xinh nó lắm chuyện bất thình lình. Bà tám thì dễ tính, ông tám quá thông minh. Lời xong quá văn mình có điều hơi đau đầu nhức óc. Hình như cái chuyện mới xảy ra, tại sao cô bé cái người khóc. Ây da, nè nè biết gì chưa? Có chuyện gì vậy hả? Nè nè biết gì chưa? Chứ có gì đáng nói cả. Nè nè biết gì chưa? Hơi năng ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa? Tôi cũng đâu phải giảng vừa. Ok. Làm sao? Sao con thấy chú gì rồi cái gì là sao? Chú mở nữa, đang mơ hôn ai phải không? mày biết à? Chú cha, con nhìn cái tướng của chú là con đoán được rồi. Đã vậy hả? Cái mặt còn phiêu còn gì nữa chứ chú gì? Đã con biết rồi. Hả? Nằm mơ hôn cô Hoàng Thơ phải không? Làm gì có. Thôi, chú nói thiệt với con đi. Con nói chú nghe nè. Chú nói thiệt đi. Xong á, con sẽ tìm cách, con ủ mưu. Con sẽ biến giấc mơ của chú thành hiện thực. Mà thôi đi. Này, xem sổ sách xem có ai đặt hàng cái gì không? Nhất định không nói phải không? Nói thôi. Ở ngoài đời ấy, việc nó đã không thành rồi, mà trong mơ cũng không thành hiện thực. Ủa, cái gì vậy? Cái gì không thành rồi không thành hiện thực là chuyện gì vậy? Hả? Chuyện gì? Trời ơi, tại sao nó lại y chang như ở trong giấc mơ thế nhỉ? Cái gì mà y chang y hệt vậy, nằm mơ hả? Cô, chú nằm mơ, chú thấy gái đẹp đó cô. Trời đất ơi, nằm mơ thấy hoa hậu hả? Đã vậy á cô, chú còn vậy nè, mặt phê phê phiêu phiêu, môi vậy. Nằm mơ thấy hung gái đẹp đó cô. Trời ơi, có hung luôn hả? Gì ghê vậy ông Hậu? Ông hung ai vậy ông Hậu? Ừ, làm gì có cái chuyện tôi hôn ai. Mà con nghĩ là hôn cô đó. Hả? Nằm mơ hôn cô đó. Trời ơi trời, cái gì vậy, ai cho mà hôn? Cái này không có dễ đâu mà hôn nha. Tôi cũng đâu có dễ gì mà tôi lại mơ lại để tôi hôn bà. Trời ơi. Thôi mà con thấy thật ra cô Thơ cũng khoái được chú Hậu hôn thấy mồ à. Trời. Mà sao á, cô cứ nói sai cái suy nghĩ của mình chứ vậy cô? Nè nè, con ơi, con sai rồi đó. Cô á hả, là cô nhận lời của Lý Sự rồi. Chứ đừng có đó mà mơ tưởng hôn tôi, không có dễ đâu. Tôi cũng chả mơ tưởng được hôn bà. Nói như thế cho nó nhanh nhá. Tôi nói thiệt á, ông á có nằm mơ đi chăng nữa thì chỉ hôn trong giấc mơ thôi. Chứ làm gì ngoài đời mà rớ được tới tôi. Phải không? Trời ơi, không trả lời là đúng quá chứ gì. Làm gì có cửa, trời ơi.
mình cũng có người quá chừng rồi, hỏi mình chứ bộ, thích mình lắm chứ bộ. Nè nè biết gì chưa, chẳng có gì đáng nói cả. Nè nè biết gì chưa, thôi năng ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa, tôi cũng đâu phải giảng vừa, ok. Thiên Thủy này bực mình ghê luôn á. Lần nào hẹn cũng make up lâu lắc. Mệt rồi. Ủa, Lâm Phúc. Ủa anh. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Gì ngồi hoài vậy? Anh có chuyện này á, hay lắm luôn á, anh định kể cho em nghe nè. Chuyện gì á? Sưng sưng sưng. Ừ? Em biết tin gì chưa? Chưa nói sao biết. Làm vậy cho tạo sự kịch tính hiểu không? Mệt anh ghê, nói nhanh em còn đi vô kia nữa. Thằng Trần Thiên nó quýnh con Lê Na Bích lên bờ xuống ruộng luôn kìa. Cái gì? Ừ. Trần Thiên đánh vợ hả? Ừ. Anh nói thiệt á hả? Anh nói thiệt. Trời ơi, cái con Lê Na Bích đó hả, bị đánh là đáng lắm luôn á, vừa lắm luôn á. À, đời nó làm chuyện xấu không à, nghiệp tới với nó liền tay đó, em thấy chưa? Ừ. Nói thì nói chứ anh hả dạ thiệt á, nhưng mà thấy cũng tội lắm á. Ừ. Với lại nói quả báo chứ cũng đâu có sớm gì đâu. Mà ừ, thôi kệ đi, em quan tâm, em đi nha. Ê, 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 chưa đã. Chưa gì hết đi rồi, bây giờ anh mới vô chuyện chính nè. Trời trời, chuyện chính chuyện phụ nữa hả? Ừ. Nói đi nhanh. Em. Ừ? Em có chịu làm vợ cậu anh không? Nè. Hả? Anh bây giờ chuyển nghề qua là môi giới hôn nhân gia đình hả anh? Không có có. Tại vì á, cậu anh á là yêu em nhiều lắm luôn á. Giả lại á, nguyện vọng của anh là muốn gọi bằng mợ. Vô duyên hả? Thôi không có. À, em biết không, nếu như á, em mà lấy cậu anh đó nha, là cậu anh sẵn sàng hả cho em quản lý tất cả chuỗi cửa hàng trà sữa luôn đó. Ừ. Nghe anh nói thì thấy có vẻ cũng hấp dẫn lắm á. Nhưng mà dù sao em cũng phải suy nghĩ mà. Trời ơi, suy nghĩ cái gì nữa, em sắp trở thành nữ doanh nhân tới nơi rồi. Anh ơi, hạnh phúc cả đời em, để em suy nghĩ đi. À, anh cho em thời gian suy nghĩ, 24 giờ. Cái gì? 24 tuần. 24 tuần là nửa năm lần đó, lâu lắm. Vậy 12 tuần. 12 tuần cũng lâu, 12 ngày. Cái gì? Anh bị gì vậy? Hạnh phúc cả đời con gái của người ta tự nhiên người suy nghĩ trong 12 ngày, anh bị gì vậy? Cậu anh bây giờ nôn lắm mà kìa, ông giật giờ, ông đứng ngồi không yên, ông làm ăn không được kìa. Mệt quá à, em đi đây, không giỡn nữa đâu. Khoan đi hả? Cái gì? Em. Ừ? Có vô trong cà phê chém gió, làm ơn á, make up giùm Thiên Thủy luôn đi, cho nó nhanh. Thiên Thủy make up lâu quá à, anh đợi nãy giờ luôn á. Tôi biết rồi, bữa sau nhớ hả, khao tôi cái gì đó. Vậy nha. Ủa. À, Thủy. Ừ? Đi ra ngoài có người cần gặp em kìa. Ủa, ai cần gặp em vậy chị? Trời ơi, thì người yêu em chứ còn ai. Chung á hả? Ờ. Cái nội này muốn gì vô đây nói, mà đặt hẹn hẹn hò ở ngoài nữa. Ờ thì tí gì người ta muốn nói chuyện riêng cái gì đó với mình đó, nên người ta hẹn mình ra ngoài đó mà. Không đi phải không? Đi 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 chị. Ừ? Còn quán gì mình ăn chút nha. Ủa chứ mọi người đâu hết? Thì cái vụ án mà ba người đó, chuyện ba người chưa có ổn chơi, bây giờ đang căng thẳng hồi hộp lắm, gây cấn, bây giờ kéo nhau đi giải quyết rồi. Coi giùm em chút nha. Ừ. Đi chút xíu vô liền nha. Ừ. Xuân hả? Chú đừng nói nãy giờ con ngồi đây chú không nhìn thấy con nha. Ờ, thế con sang có chuyện gì đấy? À, thì con đang tính bàn với chú với cô Thơ về cái vụ mà mình mở rộng cái cửa hàng á chú. Bàn cái gì? Người ta đang bàn chuyện yêu nhau ngoài kia kìa, tỏ tình chuẩn bị cưới xin đấy. Cái gì? Thôi đâu mà họ lo đi làm ăn. Cô Thơ với chú Sự á hả? Còn ai vào đây nữa? Trời trời. Già rồi mà còn mất nết. Chú nói ai? Nói thằng cha Lý Sự ấy. Ê chú, làm như cái vụ này nó sai sai làm sao nè. Hồi đó giờ ai cũng biết chú với cô Thơ là yêu nhau đắm đuối là coi như mấy năm nay rồi. Mà con nghĩ ha, là chú với cô là chuẩn bị đám cưới luôn rồi đó. Chú. Ừ. Con hỏi
hỏi chú cái này nha, hỏi thiệt lòng luôn á. Thì khổ quá, từ chú đã bao giờ nói dối mày đâu, chú toàn nói thật đấy chứ. Thế hỏi cái gì? Chú có thương cô Thơ thiệt không vậy? Có. Còn một cái câu hỏi nữa nè, nó rất là quan trọng mà, câu này là chú phải trả lời thiệt nha. Thì chú nói thiệt mà. Chú có muốn cưới cô Thơ không? Thì chú muốn cưới. Vậy dễ lắm. Để con á hả, bày cho chú một cái cách này, chắc chắn là sẽ chinh phục được cô Thơ, coi như là tình yêu của đời chú luôn á. Con tính bày. Trời ơi, đang nắng vậy mà tự nhiên đổ mưa hả? Em an tỏa đi, không có gì là tự nhiên hết. Nắng mưa là chuyện của trời, tương tư là chuyện của anh yêu nàng. Ngỡ rằng cách trở đò ngang, cớ sao bên ấy không sang bên này. Hay quá nhỉ. Đấy, con thấy đấy, có phải là diễn viên đâu, thế mà lại cứ thích hay diễn tuồng. Ôi giời ơi, trời không thể chịu nổi. Tình yêu đẹp như mơ vậy đó mà nói mình diễn tuồng. Em Thơ ơi, em đừng để tâm sao động trong khoảnh khắc thiêng liêng này. Lúc nãy bên bờ sông dưới hàng bằng lăng tím, anh định quỳ gối xuống cầu hôn em, nhưng trời đổ mưa, thôi bây giờ anh cầu hôn lại nha. Em đồng ý về làm bà lý sự nghe em Thơ. Anh ơi, ơi, em suy nghĩ như thế này. Suy nghĩ ra sao? Em nghĩ rằng ngày mai khi hoàng hôn vừa buông xuống, ánh trăng vừa lú lố dạng, thì anh sẽ cầu hôn em lại ha. Cảm ơn em. Chiều mai bên bờ sông, còn bây giờ hai ta đi ăn đậu đỏ bánh lọt em nhé. Chú. Này Xuân ạ, con cũng coi như là cái chuyện lúc nãy chú với con ấy là chưa nói gì nhá. Chú nghe con nói nè. Ê trời ơi, sao con thấy cô với chú là coi như là đi làm diễn viên đi, chắc là nổi tiếng dữ lắm luôn á. Nè, biết gì chưa, hôm nay không biết thời tiết của trời là nắng hay là mưa. Nè, ông Tám quá thông minh, lời sống quá văn, mình có điều hơi đau đầu nhất óc. Hình như cái chuyện mới xảy ra, tại sao cô bé kia ngồi khóc. Ây da, nè nè biết gì chưa, có chuyện gì vậy hả? Nè nè biết gì chưa, chẳng có gì đáng nói cả. Nè nè biết gì chưa, hơi năng ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa, tôi cũng đâu phải giảm người. Ok.